Hello, chào các bạn. Thì lại một cuộc chơi mới. Chiếc laptop này các bạn đã quá quen thuộc ở trong những clip trước rồi. Thì của một anh trai chơi rất là bài bản, full hết tất cả những gì dàn ngoài. Ánh sáng anh đã chơi một con V30L Ultra nha. Nhưng mà chưa đã, anh muốn chơi là gọi là một cái gói cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng của Handbay tất nhiên rất nhiều gói, nhưng mà để mà đứng đầu hiện nay thì L92R là một trong những con đèn không thể chối cãi được, bởi vì cái độ đâm xa của nó, bán kính của nó và len đường của nó khi mà soi sáng lên trên 6 len đường nha. Đây, hồi xưa Vương mà bán đèn á, Vương nghĩ là một bộ mười mấy triệu là khủng khiếp với mình rồi. Nhưng mà các bạn biết cái giá trị con Handbay này không? Giá trị con Handbay này nó ngang ngửa một con Vision mới nha, 30 mấy triệu lận, quá khủng khiếp. Và công nghệ ngày nay càng ngày càng phát triển mà con người chơi và trải nghiệm sản phẩm, số tiền cũng còn là vấn đề nữa, quá khủng khiếp. Đây, vẫn như cũ. Thì lúc trước các bạn thấy là một anh ở trên Bình Phước, ảnh sử dụng một con L92R đi kèm với con V20 New, trong cái clip đó đã quá khủng khiếp rồi. Con này mà đi chung với V30L nữa, số 1. Rồi, cùng chờ ha, xong coi test như thế nào. Ngoài ra xe này ánh sáng còn phải có âm thanh nữa. Thì nói chung anh chơi âm thanh thì cũng không phải gọi là nhiều lắm, nhưng mà cũng sơ sơ có mười mấy triệu đó. Súp thôi, helix đơn giản với lại JBL hai bên loa trung tâm. Đấy, một trong những gói âm thanh anh em cần cân nhắc khi chơi laptop. Xin chào các bạn, thì kế bên mình đây là 4 con mắt đã được chuyển thành mắt quỷ rồi. Và trong tập này là mình sẽ nói về combo ánh sáng hầu như là phân khúc cuối cùng rồi, tính tới thời điểm hiện tại nha các bạn. Như các bạn thấy là cái clip trước là một anh Raptor 93, anh sử dụng một con Handbay L92R đi kèm với một V20 New. Nhưng cuộc chơi ánh sáng chưa có hồi kết nha. Thì hôm nay đây là chiếc Raptor đại diện cho Bình Dương đã phá đảo về ánh sáng rồi. Các bạn thấy là lúc trước á, là xe trước á, là mình sẽ sử dụng một con V30L Ultra, và bây giờ phải lên thêm một con L92R nữa. Vậy cùng test xem nó sẽ khác biệt gì so với combo lần trước ha. Ok, thì mình xin phép mình vào qua đây. Rồi, thì bây giờ để xem sự khác biệt của nó về phần cốt xa và rộng như thế nào, chúng ta hãy xem ở phân khúc thấp và chuyển ra cao ha. Em ơi, lên cốt cho anh trước. Rồi, các bạn thấy cốt đang ở mức là gọi là bây giờ đã thấy nửa đoạn đường rồi ha. Ok, bây giờ anh tăng lên giùm anh ấy, em ơi, tăng chiều cao lên, tăng nữa. Đó, các bạn thấy chỉ là ở cốt thôi nhưng mà đã rất xa rồi ha, rất là xa rồi. Tại cái đây mình yêu cầu kỹ thuật chỉnh hơi cao tí để các bạn xem được cái độ khủng về cốt của nó, hầu như là trải dài hết đoạn đường. Rồi, hạ thấp cốt xuống và sau đó pha cho anh đi em ơi. Hạ thấp cốt xuống, rồi bây giờ đếm 1, 2, 3 pha. Các bạn thấy không, là dưới này rồi nó có một tâm pha ra hơi vàng và kết hợp với một cái tâm tia vàng của V30L Ultra, tạo lên cả một khối vàng và một chùm laser đâm hầu như cuối đoạn đường, dính vào bức tường. Thì điều gì sẽ xảy ra nếu như không có bức tường đó? Thì tất nhiên nó lại tiếp tục đâm ánh sáng ra. Và bây giờ mình dám khẳng định một điều là riêng về combo ánh sáng này ở tại team của mình thực hiện ngày hôm nay, nó quá khủng khiếp và độ dài của nó là không thể bằng cãi như tiêu đề mình đã nói rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ test thử đoạn đường di chuyển trên xe, xem ánh sáng này nó di chuyển trên đường trông như thế nào ha, và nó sẽ khủng khiếp như thế nào các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho kỹ thuật của mình là sẽ chạy test. Đầu tiên đó là pha, rồi sẽ thả cốt qua mỗi đoạn đường quẹo thì mình sẽ pha để cho các bạn thấy là cái độ sáng, nó đưa ánh sáng của nó nguyên đoạn đường sẽ dài như thế nào. Ok, đó, đây là phần cuối đường, chuẩn bị đến đoạn giao thì kỹ thuật mình sẽ pha lên và bắt đầu. Đây phần cốt, tiếp tục nha. Và ở trên cao thôi thì chúng ta vẫn có thể quan sát được hai luồng laser rất đậm rất rõ, tạo nên được từ 4 con laser. Rồi, tiếp tục pha nha, quẹo vô sẽ pha đây. Pha, đó các bạn thấy không, cuối đường.
Và chúng ta để ý là nãy giờ những cái đoạn cua mà kỹ thuật mình quẹo hầu như là rọi hết những gì trong những cái cây xanh dày. Đấy. Cái đoạn đường này đang có đèn đường nha các bạn, nhưng mà không bị ảnh hưởng nha, vẫn dày, vẫn dày. Rồi, tiếp theo, chuẩn bị trở lại điểm cũ. Tiếp tục pha một lần cuối. Rồi, trở lại đích như ban đầu rồi.